Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Hy vọng những thông tin trong bản tin của ngày hôm nay sẽ đem đến cho quý vị và các bạn thật nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi nội dung chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Từng nhiều lần vững tin đồn làm người thứ ba nhưng tưởng cần cần vẫn giữ được cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt 15 năm qua. Tường Cần Cần sinh năm 1975 tại Trung Quốc, cô được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân cổ trang nhờ sở hữu nhan sắc diễm lệ, xinh đẹp, nổi bật trên màn ảnh. Tại Việt Nam, Tường Cần Cần quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim ăn khách như Tây Thi, Tân Ngoà Hổ Tàng Long, Thám Tử Thành Đô, Phong Vân, Bán Sánh Xuyên, Hoàn Châu Công Chúa Ba, Tân Anh Hùng Xà Điêu 2003 khi chất cổ điển với gương mặt thanh tú đôi mắt đường nét buồn u uất cặp chân mày la liễu thành mảnh giúp tưởng cần cần lọt vào mắt xanh của nữ sĩ quỳnh giao bà đặt cho cô nghề danh là thủy linh và hết lời ca ngợi người đẹp thanh linh như thủy ưu mỹ như mộng, nghĩa là thuần khiết như nước đẹp buồn như một sức mộng. Năm 2006, sau khi nhận giải nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng nhất tại lễ trao giải liên hoan phim truyền hình Kim Ưng Trung Quốc, Tường Cần Cần bất ngờ kết hôn với nam diễn viên Trần Kiến Bân. Thời điểm ấy, cô bị đồn là người thứ ba xem vào truyền tình của Trần Kiến Bân và bạn gái cũ là nữ diễn viên Ngô Việt. Đây không phải là lần đầu tiên Tường Cần Cần vướng vào ồn ào kiểu này trước trần kiến bân cô từng bị nghi qua lại với đạo diễn có vợ trương hiếu chính tuy nhiên đệ nhất mỹ nhân cổ trang phủ nhận thông tin trên trước truyền thông cô khẳng định tôi không hề hổ thẹn với lương tâm nghệ sĩ muốn kết bản khó thật đó tôi cứ tiếp xúc thân thiết với đồng nghiệp nam nào là lại có tin đồn tôi bị đồn qua lại với triệu văn trác rồi hà nhuận đông chẳng lẽ tôi làm bạn của ai cũng không được Chẳng lẽ nếu tôi thân thiết với một nghệ sĩ thì bị đồn rằng tôi đồng tính. Sau khi kết hôn tưởng cần cần hạn chế đóng phim để lo cho gia đình nhỏ, cô chào đón con trai đầu lòng vào năm 2007 và con trai thứ hai vào tháng 7 năm 2018. Nữ diễn viên cho biết cô hạnh phúc vì đang ở giai đoạn chín mùi trong cả hôn nhân và sự nghiệp. Trải qua 15 năm hôn nhân, vợ chồng tưởng cần cần vẫn gắn bó mà nông. Khi con đã đủ cứng cáp, tường cần cần dần quay trở lại với màn ảnh. Ở tuổi U50, mỹ nhân cổ Trang một thời vẫn nhận được sự chú ý với nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Giữa rừng người đẹp trẻ trung và nổi tiếng hơn, tường cần cần vẫn được ưu ái khen ngợi là tuyệt đại mỹ nhân phim Quỳnh Giao.